Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Sau hồi cái buổi trưa đi chợ sạp đi thăm mẹ của Minh Kha quý vị, sau đó sạp về nhà Đức Tính làm cơm mấy anh em ăn, thì sạp nằm chờ Đức Tính dựng phim ở trong phòng. Đức Tính dựng phim xong thì giờ chở mình sạp đi uống cà phê, cho mình sạp lên cái sân thượng uống cho có cái không gian lạ xíu quý vị. Chút chớp phía bên đây là mình ở rất là cao, mình ở trên nóc nhà thấy không? Rất là cao luôn em. Ngắm thành phố Mỹ An đi. Lên sân thượng rồi. Lên đây là nhìn toàn cảnh cái khu vực chợ Tháp 10 luôn á. Tháp 10 nhìn muốn gõ luôn á. Cái này là cao. Là mình cái này lên nữa. Đẹp không? Đẹp. Đèn chớp chớp. Đẹp. Cái cầu bên kia cao hết chứ, mà mình dẫn cao cái cầu đó làm sao? Cái cầu vượt á. Cầu vượt. Cái cầu vượt giờ thấp hơn mình luôn rồi đó. Trời ơi, tiền nhà nước bắt mình, tiền nó bắt nổi. Đúng rồi. Ông em có tiền cũng không ai cho em bắt đâu. Không quay à? Không quay. Không ra, không quay nóc nhà rồi. Quay nóc nhà. Ông Thắng làm gì ông Thắng? Ông quay nóc nhà ông Thắng. Để cho hai sọc có cảm giác lạ là uống cà phê độ cao cỡ nào. Uống cà phê đi chú đi. Là đi chỗ ngang cái phòng lạnh luôn á. Chưa phải là cao dữ nhưng mà so với Tháp 10 cái gác này, cái sân thượng này tương đối cao. Tương cao. Đâu là sân thượng của lầu 3 gì đó. Lầu 3. Ẩm ú vô cần ẩm đi. Nãy có phòng lạnh ngon lắm mà mình sợ hút thuốc rồi đâu vô đó được. Đúng rồi. Cái phòng lạnh như ta không ngon, không cho mình hút thuốc. Đúng rồi bà. Không, nhưng mà đã tới đây rồi thì mình lên sân thượng mình uống cho em nó biết cái cảm giác độ cao uống cà phê sân thượng thế nào. Sợ bị mỏi giò luôn. À, cái này làm sao chạy ký cái này làm sao? Chơi mũ. Chị mũ cho thẳng vô. Ừ. Thấy ngộ không? Thấy lạ không? Rồi. Bữa nay lạ quá ha. Lạ. Hôm nay lên Mỹ An uống ở dưới đất không? Hôm nay lên trên nóc nhà. Uống lọ cây. Lọ cây. Để uống cà phê nóc nhà ha. Uống nè. Trời, mà sợ chơi cái áo này hợp quá. Áo cao vàng mà đèn chớp chớp mà bằng vàng của trời hợp hết sức đâu. Nghe không? Đèn chớp chớp nè. Đèn... Cái màu này thì tương đối không có đến nổi như mấy màu hổng. Ừ. Áo đâu bỏ xíu bỏ vô đụng rồi. Ừ. Đồ mới bỏ vô đụng áo bạn ốc không nguyên riết luôn. Đồ em mới bộ đồ kia rồi sáng Ly chở em xuống dưới nhà Ly bỏ chứ hả? Giặt hái rau đó té. Không có bộ đồ ngày đem theo ngày nay kìa. Có thùng nữa. Rồi, bỏ dưới Ly rồi. Ừ, giặt đồ rồi. Hái rau nào té? Hái rau đó, hái bông súng đó. Hồi nào ở đâu? Ở bên nấu hàng cần kêu cơm đó. Ở đâu? Bên nhà xe Ly đó. Ủa hồi nào? Sáng hả? Hồi sáng. Ủa vậy là dưới có ăn cơm sáng dưới rồi hả? Ừ, với chị Ly kêu ăn cơm đó. Quay bạo cho bạo đã. Chứ giờ không ai hỏi chị Ly có bạo không. Hỏi chị Ly cứ bạo cho bạo đã. Nơi đây còn hơi được hay sao? Tại vì bữa nay không có miếng gió luôn. Thời tiết là sân thượng này cao, cái này mà không gây gió luôn có sao? Không có miếng gió luôn trời. Điện mưa nó hầm hơi bức á. Chưa. Phải gì ngáp như trời. Không có. Bữa nay không có uống thuốc mà. Sao sáng không nhớ đem thuốc theo chứ hả? Đó, này, quên. Lúc mà sợ phải vô tắm nãy em có nói hỏi vô thuốc không có đem theo. Bây giờ đó thì nãy em có nói với sợ là sáng ngày mai nếu sợ còn ở đây chơi nữa. Cái thứ nhất là anh sẽ chạy vô đem thuốc cho em. Cái thứ hai là kêu ông Tuấn đem lên. Rồi uống cà phê với Tuấn. Để sáng tính nói chung là ngày mai phải có thuốc. Lỡ rồi chỉ nghĩ một cái. Như là sẵn ông Tuấn có lên thăm mẹ Kha. Ở đó. Thì em lên. Tại vì phải lên thăm mới được. Đúng rồi. Ừ, cái tình nghĩa, cái tình cái nghĩa giữa chú Kha với gia đình em. Thì là bên đi thiệt phải nhờ chú Kha cô te vô trước. 4 năm vợ đi rồi. Hôm nay thì tụi anh cũng đã chở em tới thăm mẹ của anh Minh Kha, tuy là không có quà cáp gì nghe thật. Không nhưng không. Cái đó là tấm lòng của mình. Tấm lòng rồi coi. Như vậy là thì mình mới đúng, tại vì Minh Kha đã từng giúp gia đình em. Đúng rồi. Đó thì cho nên là mẹ Minh Kha mình như vậy thì em đã đến thăm. Ông chế có sủa là Minh Kha vui rồi đúng không? Chứ Minh Kha đâu có cần nhận vợ em đâu, ở gia đình em đâu. Ông ơi chế sủa cho ông lúc sủa cho ông hỏng á. Những điều này thì Minh Kha đâu có nói, nhưng mà tụi anh làm chung với nhau, tụi anh lớn rồi tụi anh hiểu rồi nói vậy thôi. Khi gia đình em tới gia đình Minh Kha thăm một cái nó mới đúng. Đúng. Tuy là ông Minh Kha không nhận quà cáp gì hết, nhưng là phải có mặt. Có mặt. Tình nghĩa hiểu không? Có số ông Tấn có. Ừ, để sáng anh có sợ vô nói luôn. Vô đây xe chạy vậy mình không nghe tiếng ta. Xe chạy vậy đó. Xe chạy cái bên cầu này không nghe tiếng nè. Ờ ngộ hết hả? Ở như lên không gian này có tiếng đó, không có đi xa.
Ừ, sao ngộ hả? Cái bà còn chạy cái bên người biết mà. Nghe nhỏ nhỏ. Ừ. Cái xe đạp kia kìa không có nghe tiếng nào đâu. Xe đạp chạy đó mà. Ừ. Cái gì ai sạp cầm xe đạp lên tháng 10 này xe đông vậy dám chạy không? Dám luôn. Được không trời? Được. Ta lá lụa đây. Trời ơi trời dữ. Lấy xe mới à. Ừ. Lấy xe mới chạy được luôn hả? Ta lấy lụa lấy vô bụi chuối không? Không lấy xong cái lần lụa. Bắn tôi dép luôn. Bắn đi thường này nó là dục còn chết dục luôn. Ừ còn chết dục luôn. Được dép. Vậy mà lụa gì? Nó đang nói nhập hai câu chuyện vô một. Có nghĩa là chạy xe đạp lũi xuống bụi chuối dục xong là một câu chuyện khác. Dạ. Rồi câu chuyện đi làm từ thiện với tôi với anh Kha đứt chiếc dép dục còn chiếc dục là luôn. Khác. Ừ mà có. Nhập vô một cái vậy một vậy đó. Ừ. Có nghĩa là nó cũng nói mà nó hơi nhanh làm đi từ thiện đứt dép dục luôn. Dạ. Nó hơi nhanh thế làm cao cao không cao. Ừ, mình cao mà còn điện luôn mà cao, cao lắm em cao. Ủa sao lâu có nước dữ ta. Người ta là từ từ bưng lên đây đâu người ta không biết mình đâu luôn vô lòng trên đại mấy... kiếm nhà ở bên đây à đó bên kia nóc nhà tốt tốt chứ công ty tẩy sân kìa công ty tẩy sân chút xíu xíu chứ à lạ không nhìn dữ sập ẩm uống cà phê dữ đang quen em đừng thiếu điện này cho. Trời ơi, sợp, sợp mà đi dẫn lên thành phố chắc chắc ngỡ ngàng lắm hả sợp. Hay bữa nào mình có chuyến gì đi thành phố cho anh đi chơi bữa cho biết ta. Sẵn có chuyến gì á? Đi đâu? Sẵn có chuyến đi làm từ thiện nào ở xa thành phố á. Cho mình sợp đi theo một chuyến cho biết. Đúng rồi. Ừ. Thành phố nào cho nó mở đi tầm à? Mắt hiểu biết được tìm. Biết, lớn rất là lớn. Ẩm ông kêu vô vô hẳn mình đi tiệc đó, đi chơi đó. Vô vô tắm biển thôi, không tắm. Cái gì cho tắm biển? Có dịp anh đi lên Sài Gòn chắc đi theo cho anh biết. Đi đường nào đi biết à. Tuốt giữa Vinh, Chỉnh Hưng về trời, đi tiền xe hết 200 ngàn. Ừ. Bảo xe về 80 nữa. Mình tiêu nước mình lên sân thượng người ta biết mình ở đây không ta? Mới bưng vô phòng lạnh không thấy thì lên đây chứ gì? Tiêu nước luôn rồi. Dạ. Nãy mình có cái kêu không? Có chứ. Anh có kêu chưa? Kêu rồi. Nãy anh kêu ly phê. Ly phê. Trà đường. À, để tại không biết anh ở đâu mà kiếm. Ừ. Xuống. Tôi uống trà đường chắc ăn dễ nhất. Trời mình sẵn chơi trà sữa đâu không? Trà sữa à, cái này mình nắng ốm rồi mọi người ơi. Uống trà sữa cho nó uống lên. Uống rồi. Cô te uống dữ lắm à. Một cô te uống vậy là nhỡ sữa đó hả? Không ơi, bệnh Minh Thanh nhớ cô te Minh Khai xuống mấy liễu hoài, bỏ mình cô te hoài. Nó giận trốn như uống cà phê nêu á, nó trốn, trốn nhà tắm đó. Ừ. Xuống mấy liễu hoài. Cô te đó dễ thương không? Ai? Cô te á. Không, trời bà kia trời, trời chim chơm á. Trời ơi, bà kia hay lão gì lại nhắc hoài. Không, tôi nướng chuột bị khô là nhắc hoài luôn. Còn chuột. Anh Thắng nướng cá làm sao? Kêu, ông kêu nướng cá ông ngồi quay quá. Rồi sao? Cái đưa thui. Nướng thui hả? Cá đó ông cạo ra cá. Cá nướng ngon. Có tấm dĩ dễ nướng không ba? Ừ. Không có tấm dĩ mình để. Tại vì mình nướng chui mà. Nướng chui. À, còn nướng dĩ là phải nướng than. Phải tốn than nữa. Ừ. Có than không chui còn. Chui rẻ hơn. Than gọi dưới còn không còn. Than là phải mua. Còn nướng chui là chùm cái mớ củi lại cái xong. Ba cái lá cây rồi là xong. Chà vậy đấy. Đã đi cầu thang mỏi chân chưa? Chưa. Chưa phải không? Đâu nhầm gì? Lên dẫn lên thành phố đi lầu mấy chục đồ sao? Không cho đi thang máy. Thang máy khó đi quá. Ờ, không đi thang máy đi bộ cho biết. Ôi. Không ai không sola về đó đi thang máy khó đi quá. Ủa đi đâu? Đi không đi chơi với Trung Tấn đó. Đi chơi Trung Tấn mà đi đâu mà có thang máy? Vô đi chơi vòng vòng trên đó, sola về đó rủ đi chơi đó, chơi chầm chim đó nhau. Ờ chầm chim mà đi đâu có cầu thang máy? Không đi trên. Trong vô thang máy ngủ đi không đi biết cái gì mà vô thang máy ngủ ở trên đó đâu có thang máy em ông vô trong chim đâu có thang máy ông đi ăn trên á trên ngủ khách sạn đó ông nội nhớ ờ anh có đi ngủ khách sạn đâu biết mình sạp có ngủ mình sạp chứ đứng chắc bữa ngủ ở Miang hay gì quá trên Miang á khách sạn có đi xuống cầu thang đó luôn dạ đi thang máy kỳ quá hả trong mặt phải không trong mặt ừ đây đại đi đây đại đi xong dưới vô nó mát. Ừ, đúng rồi anh lên trên cao nghỉ mát cũng lên trên này nó vui mà lạnh mát lắm tại vì em nấu thuốc nè
con em nó hút thuốc xả nưỡng mọi người thành ra hút thuốc kỳ lắm đó, cần phải mở đâu chỗ nào bỏ ra đi lâu lâu à, anh dẫn em này ở Long An rất là cộng cán cho mẹ xưa giờ đúng không em, mẹ bị khờ em ơi cộng cán nghe thấy cười không? Ghê sập anh ơi, sập cộng cán à uống sổ vô dạ uống sữa vô bồi dưỡng vô cảm ơn của này uống sao sập giọt vô cái này giọt vô chỗ nào anh mất tịch hả thấy anh em mày sao vô phải không mày thấy anh em nó mực không không mà phe ăn sao cộng cán nó đúng liền sao uống một phê suốt hả sập cũng thấy cái... uống gì khác trời thấy. Em uống thuốc uống phê nhiều nóng lắm nha hạn chế lại bớt em uống cà phê không à đi đâu cũng uống cà phê không à uống cà phê rồi riêng cà phê hả uống nhà đổ quán khác mình có tiền uống đi uống quán khác không được đúng rồi có tiền mua nữa không à dễ lắm mình có tiền đi đổ quán khác có tiền là phải đổ quán khác hả đổ quán nào mắc quá rồi sao 10,000 ngủ không đánh dép ra ngủ không hút đổi quán nhưng mà phải 10,000 mới được ha cậu phê đi lên hả 10,000 cậu phê ấm chú uống được chỗ quán bà sáu uống được ngon cậu phê chỗ em mét lúa chỗ cậu phê ngon á ngon ăn ngột thì cái chỗ hôm bữa mà em không lên bây giờ đó em Thứ Diễm xuống đó cho đâu đúng không lần đầu tiên Thứ Diễm về uống phê đó cho đâu nữa tân đi giác lúa về thôi xình bận áo kia kìa ông đó, mới em chở Thứ Diễm chở xuống tới đó là giới thiệu cho bà chú quán là người yêu của mình sập đó dữ dằn không nhiều quá còn nhớ không còn nhớ không nhớ chở phải lẻo đi ăn sáng nữa về ly xuống ăn bánh canh Thứ Diễm ăn bánh canh phải để ăn bánh canh luôn bún riêu em ăn gì bún riêu hả dưới bán ăn chỗ nào cũng nghe thấy rồi chỗ Quý Hùng á em không thấy rồi chỗ Quý Hùng đó bán đủ món luôn sáng 5 giờ bán mình có biết Quý Hùng lại bán qua chợ cái qua chợ qua cầu chốc cầu đó ô má em còn pin không còn Trận Diễm gọi em hay á có mạng không có để đi đâu mà gọi quá trời gọi mà không nghe gọi cả đống cuốc luôn quá trời gọi luôn mà không hay luôn ông đi hái rau sáng hái rau bên sau ly mà sáng hả rồi té ướt đồ hả ướt cùng dài rồi giặt phơi luôn chứ ha giặt chứ làm đem theo mấy bộ còn áo thun nữa mà bỏ dưới thế này giặt bỏ bánh là sáng ghé nhà Ly ăn cơm ha cơm chứ ăn cơm quay chỗ quay đã cá nào cá gì quay có gì đâu đã cá gì kho gì bên này kho cá gô cái gô kho hả chấm với ngô ngổ ăn sống tìm ha bún súng cái đó ăn đặc sản miền tây loại súng đĩa hai bún súng nữa hả có mấy cộng mà. Đặc sản miền tây không ha em loại hả lá cao nữa không xè đĩa hả chị ly lạc cao gì mà không có đồ mà lội xuống ướt rồi sao có bên em đồ theo giặt rồi giặt bệnh sáng nó đem đồ theo tưởng đâu có đem đây chứ để bển nó đi qua bên ca không có đem đồ chứ bỏ bển đi anh hỏi hai sập vấn đề này nè trước kia thì em chưa biết thời anh với là Minh Kha và dưới em cứ long nhong rồi đi nhậu rồi các kiểu vậy rồi cho đến ngày hôm nay mà biết gọi anh lâu dài rồi chở em đi khám bệnh nè là chẳng hạn như chở em lên đi chơi ăn uống rồi giao lưu với mọi người rồi anh nói em so sánh cái thời điểm trước với bây giờ cái nào tốt hơn đi chơi hơn là uống, sao đi chơi uống cà phê như lúc này là im hơn phải không im hơn ý nó vậy đúng không mình ra ngủ tới 5 giờ mới thức không là đang hỏi vấn đề này trước kia đi ăn nhậu vậy á nó ngon hay là bây giờ ngon em so sánh là hồi đó mình đi nhậu ngon hay giờ ngon em thích cái nào bỏ rượu ở đâu rồi em nói mà thích cái nào có nghĩa là giờ mình đi chơi như ta vậy nè uống cà phê rồi ăn uống vậy nè em thích hay là em thích cái chuyện nhậu hồi xưa nhậu có thích không 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 có đám tiệc nhậu rồi có nghĩa là mình nói dài dòng quá mình em thì hiểu sao không được nó đi con khúc nó quá hợp nó phân hết được rồi hết được có nghĩa là bây giờ
uống cà phê vậy là em thích hơn nhậu đúng không? Đúng. Ừ, nó vậy chứ dễ hiểu. Dễ hiểu. Là em có thấy rằng là biết được rồi anh là em may mắn thôi, rồi em cảm thấy có gì là có tiếc không? Không. Biết được anh là mừng hay là không mừng? Mừng. Mừng thì ừ, nó như vậy. Vậy tình anh em mình có bền lâu không? Bền. Có chắc bền lâu không? Bền. Bền thế. Chắc chưa? Chắc. Nói chứ mấy anh muốn tốt cho mấy em thôi. Hăng. Mấy anh thì tiếp xúc với hoàn cảnh nào cũng vậy, chứ không phải là đặc biệt là gia đình em mới vậy. Mà những gia đình nào khó khăn mà kém cái duyên kém phước á, không có, có nghĩa là không may mà bị khờ, hoặc là những người bệnh yếu này kia nọ, những người bất hạnh đó, thì mấy anh đều thương. Nhưng mà đặc biệt cái gia đình em á được rất là nhiều người thương, như là mấy anh cũng dành cho em, những em, các em cái tình cảm thật sự. Tại vì sao tôi thương cái tánh con Sợp hơn là góc độ những cái người khác, ví dụ như những người thời gần đây. Việc Sợp được con cái chân chất thật thà thiệt mà nó có cái nét vui nữa. Dễ thương. Nó vui, nó vui. Vui. Bởi vậy không gian này yên tĩnh rồi, với lại chỉ có hai anh em mình quay thôi. Cho nên là mình cũng muốn tâm sự với cô chú anh chị cũng như là quý khán giả nè. Có những comment trái chiều. Nó tại sao không đi qua quay hoàn cảnh khác mà quay gia đình Liễu Sập hoài? Quay hoài. Có nhiều quay hoài. Là vậy. Có nghĩa là tội anh em làm ở đây á là nó hay liên quan tới Mạnh Thường Quân. Rồi chẳng hạn như là người Mạnh Thường Quân, rồi nhà Hảo Tâm. Hảo Tâm. Bây giờ ví dụ như hỏi mọi người nè, bây giờ quay một vài hoàn cảnh thì tội anh em đến một lần rồi giúp Tiền Mỹ ra để giúp. Rồi Mạnh Thường Quân ví dụ như không có duyên với Mạnh Thường Quân, kém duyên đi. Rồi họ cũng không có gửi thêm không, thì anh em cũng đâu có tới trao gì nữa. Đó là gọi là cái duyên, họ chỉ tới đó thì anh em phải quay vào cảnh khác thôi. Còn đặc biệt gia đình Liễu với Sợp á, cái duyên rất là lớn, hết Mạnh Thường Quân này cho tới nhà Hảo Tâm khác chẳng hạn, như quý khán giả cũng vậy, cũng có gửi tiền, gửi tiền rồi anh em phải đến trao mua sữa cho con Liễu nè, rồi người Sợp này nọ, rồi gia đình nó, cho nên là cái duyên của ai nấy hưởng thôi. Thật sự mấy anh em cũng đâu có được chọn. Thì Mạnh Thường Quân là tính ơi thắng ơi khơ gì đó, đến trao cái này cái kia cái nọ cho gia đình Liễu Sợp dùm, thì anh em thực hiện. Cho nên là cái duyên của em nó rất là lớn, mà nó lại lâu dài nữa. Lâu dài. Là do cái gia đình của em có cái duyên. Có duyên. Chứ thật sự anh em đây cũng đâu có muốn bỏ hoàn cảnh nào hay là gì một hoàn cảnh nào đâu. Nói chung tại vì Mạnh Thường Quân thương cái gia đình con Sợp. Mà cái tình thương đó là trong cái những cái Mạnh Thường Quân đó, người ta có cách nhìn của người ta đó. Rồi hợp với người ta như thế nào đó, người ta thương. Mà chẳng lẽ giờ ví dụ như người ta có được cái điều kiện, có tiền hoặc có quà gì đó, mà ta cũng không, ta muốn thương cái người đó, mà chẳng lẽ người ta cũng không có được quyền tặng hay sao? Đúng rồi đó. Thì bây giờ không lẽ Mạnh Thường Quân ở nhà Hảo Tâm là tốt bụng thương gia đình Sợp là tặng cho Sợp mình cản nó thôi, đừng tặng chỗ khác, mình cũng đâu nói vậy được. Nhưng mà thật sự ví dụ như mà cái gì đó nó quá đi thì nhiều khi mình cũng ý kiến rồi ha. Còn cái này cũng nhầm trong những cái phạm vi mà ví dụ như nhà Sợp còn đang thiếu hoặc là đang không có gì đó. Mà ngược lại cái nữa là nhà Sợp rất là nhiều, được nhiều Mạnh Thường Quân thương, chứ không phải là một Mạnh Thường Quân nữa, nó rõ vậy. Mỗi người một phần vậy đó, thành ra nó lâu dài. Thậm chí khán giả mà còn gửi thiệt cho mà cũng không tin là tới Mạnh Thường Quân. Không, cũng có cái comment dài lắm. Không, Thắng có nhìn đó, nói trời ơi cái bình luận vậy mà ông đồng ở đó. Tôi cũng có trả lời dài lắm. Có nghĩa là người ta cũng nói với góc độ là sao mà giúp nhà này hoài mà không giúp những nhà khác đó. Đó. Thì thật sự là bây giờ muốn giúp nhà khác thì tiền đâu giúp. Rồi người ta mới trách là sao Mạnh Thường Quân cứ giúp một chỗ hoài. Nhưng mà thật ra Mạnh Thường Quân làm những cái chuyện nó lớn dữ lắm mà thật sự khán giả không có nhìn thấy, là do khán giả cũng không hề xem những cái video từ thiện. Rồi. Không có video từ thiện thì không xem, mà hả quay Sợp lên thì xem, gia đình Sợp lên thì xem, mà xem xong thì chửi. Mà trong khi đó cái hoàn cảnh từ thiện nhóc đó sao không xem đi, cũng làm nhóc chứ không phải không làm. Thậm chí là Mạnh Thường Quân bỏ những cái chuyến đi chẳng hạn như Gia Lai 4 chuyến nè, Hà Nội 1 chuyến nè, Campuchia nè, và khắp các tỉnh miền Tây đi biết bao nhiêu mà nói. Từ thiện mà không ai quan tâm chứ á. Quý khán giả rất là quan tâm, ít xem. Ít xem. Mà không xem thì đã đành đi. Ví dụ như là quan tâm cái nội dung đó, hoặc là thương cái cho hoàn cảnh nghèo gì đó thì xem, quan tâm thì xem, còn không xem thì thôi, cũng không nói. Nhưng mà quay lên Sợp cái, quay gia đình Sợp cái, chửi. Bởi vậy. Cũng khổ cho mấy anh em thượng nguyện. Từ thiện rất là khó mọi người.
có là có tại công chúng mà bây giờ họ thương thì nhờ thôi, họ ghét thì chịu. Nhưng mà thật sự tôi muốn đi giúp những hoàn cảnh nghèo khác nè, muốn lắm luôn đó, chứ lấy không phải gì, lấy gì để đi kinh phí đâu đi, rồi không có quỷ rồi lấy cái gì cho chứ thật sự là tôi thương những cái cụ già cho em dữ dằn lắm, mà bây giờ muốn tới giúp họ lấy gì giúp. Mạnh thường quân hoặc là nhà hảo tâm không gửi cho mình hoàn cảnh đó lấy gì để đi đó, mà sức cả mình có giới hạn, không thể sức tiền nhà cho hoài, làm sao cho nổi, không thể nào làm được chuyện đó. Nên là anh em làm đây là nhờ mạnh thường quân, tất cả là mạnh thường quân có tiền rồi mình làm gì còn nói thôi, tới cho hoàn cảnh. Có nghĩa là mạnh thường quân người ta cũng cho rất là nhiều hoàn cảnh, tuy nhiên thì có ưu ái hơn gia đình của sợp liễu, cái chuyện đó thì cũng có ưu ái, tuy nhiên cái ưu ái này là họ có những cái gì đồng cảm hoặc là cái gì đó mà chạm vào cái trái tim họ, rồi họ thương, họ giúp. Rồi nhưng mà ví dụ như mà người ta giúp 100 hoàn cảnh khác đi, mỗi hoàn cảnh giúp một lần, một hai lần, rồi giờ nó thương gia đình sợp quá, nó muốn giúp gia đình sợp 5 lần vậy đó, rồi chẳng lẽ giờ ta cũng không được giúp, họ có điều kiện, không có tiền, không muốn giúp cũng không được. Câu tóm lại ở đây á, mong mọi người hiểu rằng là duyên ai nấy hưởng thôi, duyên ai nấy hưởng, chứ còn nói thật sự mà nói mình cũng không lựa chọn được đâu, có những hoàn cảnh rất là đáng thương, mình quay lên rồi á rồi cũng không được giúp, đó là cái duyên của họ chứ mình cũng đâu có trách ai hoặc là mình nói gì đâu đó. Nhưng mà mong mọi người hiểu tại sao quay sập hoài. Với lại á, có một điều á, ví dụ như những hoàn cảnh khác là hoàn cảnh bệnh hoạn thì mình chỉ giúp cái tiền hỗ trợ cái bệnh họ, rồi mình không có tới lui thường giống như sợp này, là tại vì gia đình sợp thờ, cho nên là mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần có những cái chỉ bảo cho em nó để cho nó có cái cách nhìn và cách hiểu tốt hơn, để có nghĩa là những cái mà không được hiểu biết đó thì ít nhất anh em mình cũng có chỉ bảo bổ sung để cho em nó được tốt hơn. Được. Tốt không? Được. Thấy có tốt hơn không? Được. Thật sự mà nói mình cải hóa được một con người á là một vấn đề khó đó, nhưng mà em sợ phải được điều là nói nghe, nói biết nghe, biết sửa đổi thì mọi người phải nên mừng cho em sợ mới đúng chứ đừng có la gầy nữa, tại sao quay sập hoài cũng tội cho em đó. Thật sự mà nói nếu như sợ không có anh em YouTube đến quay cho đến nay, sợ không phải như vậy, nó vẫn lèn xèn như xưa thôi, ăn nhậu xưa rồi quậy quạng tùm lum hết trơn, xưa tại ghê không, bây giờ nó khác đó. Chơi một chừng không đó, thì mọi người nhìn tốc độ trước với sợ hiện nay thì thay đổi được một con người, đó là một điều đáng mừng. Chứ em nó cũng đâu có biết ý thức đâu, tại vì nó bệnh mà người không được đi khám bệnh, không được uống thuốc thì có được người này không. Nhưng mà có một điều nữa là nhiều khi nhiều người nghĩ sao mà cứ chở đi đây đó hoài. Thật sự á, em sợ ở dưới á là trong thời gian mà không có đi giấc lúa á là sẽ có đi cà phê gặp bạn bè. Đó. Cái nguy cơ mà có cuộc nhậu cao lắm. Đúng rồi, mà em sợ thì rất là cao. Dân hồi xưa dân rượu ghiền mà bây giờ mà tự nhiên mà cắt nhậu thời gian rồi mà giờ có bạn nhậu lâu lâu mà có bạn nhậu ngủ sao mà không nhậu được. Bởi vậy. Cho nên là có điều kiện đi làm từ thiện hoặc là mấy ngày rảnh rỗi thì cũng đi cà phê với anh em thì cũng rước đi để cho hạn chế cái tình trạng nhậu. Bởi vậy thì được tiếp xúc với anh em mình nó cũng có nhiều cái hay cho sợp mở mang ký quá của sợp xưa giờ, tại vì sợp sống với người hạn hẹp ở đó đâu đi giao tiếp sợ nhiều, thật sự là vậy, đi bằng đi nhậu người không biết cái đúng cái sai đó, thành ra giờ được anh em khuyên bảo lên người thì một điều rất là mừng chứ, thì cũng hy vọng là mọi người đồng xem được clip này đồng cảm với tất cả anh em đang làm cho gia đình sập là vậy đó. Tại vì duyên của gia đình sập như vậy thì mình phải thực hiện thôi, chứ còn thật sự anh em đây không có quyền quyết định, không quyết định đâu. Nhưng mà thật sự một số ai có điều kiện đi mà nói sao mà không đi giúp từ thiện đi, thật sự nếu như mà các bạn quan tâm đến những hoàn cảnh nghèo như vậy mình rất là quý, chứ không phải là mình chê chấp những cái quan điểm đó, thật sự là tôi cũng tôn trọng những cái quan điểm đó. Tuy nhiên nếu như các bạn thương thật sự, các bạn cứ gửi cho tôi đem đến hoàn cảnh tôi, thật sự kênh tôi có rất là nhiều mấy anh em đây, rất là nhiều hoàn cảnh nghèo, thật sự có rất là nhiều hoàn cảnh nghèo luôn. Nếu quý vị thật sự quan tâm bằng cái tấm lòng thì quý vị cứ gửi cho anh em đi, anh em sẽ mang đến đó và giúp cho họ, chứ đừng phải anh em là chê xa gần không thực hiện đâu, mà ngày không có làm sao để đi, sẵn sàng đi giúp quý vị có tiền giúp. Và thật sự cái điều đó là cái điều Đức Tính rất mong mỏi luôn, cũng như là Minh Thắng cũng như tất cả anh em khác rất là mong mỏi được có người giúp cho những hoàn cảnh nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, rồi những hoàn cảnh bệnh hoạn, những hoàn cảnh nghèo khổ, những hoàn cảnh không may được lâm vào những cái con đường cùng, thì thực sự trên xã hội này còn rất nhiều. Tuy nhiên không có ai, không có cái kinh phí thì làm sao mà làm đó. Thì bây giờ nếu các bạn thật sự quan tâm các bạn cứ gửi rồi anh em sẽ đi làm ngay.
làm ngay. Không ngại đường xa hoặc là bất cứ cái vấn đề gì hết, nếu mà giúp đúng cái người nghèo là giúp là làm đi. Là gì nói rõ hôm nay là anh em làm đây chưa xin ai 1 ngàn nào hết, quen một hoàn cảnh lên, bước đầu tiên là trích tiền Mỹ ra để giúp một hoàn cảnh rất nhiều rồi đăng lên, rồi cô chú mạnh thường quân nhà hảo tâm trong và ngoài nước thấy chạm vào trái tim của họ, họ gửi tiền là cho, chứ thật sự anh em đây chưa xin ai 1 ngàn nào hết, không xin. Nên là một cái điều tôi từ trước giờ nè, giống như Minh Thắng biết đó, là trước kia tôi chỉ quay từ thiện thôi, tôi hạn chế quay những người khờ, rất là hạn chế luôn. Rồi tôi tập trung những người già, thì mấy anh em biết đó. Nhưng mà tôi tập trung tôi quay những người già riết rồi cái kênh tôi không có ai xem luôn. Không có. Mà không phải vì muốn mọi người xem để có tiền YouTube hay là gì. Nhưng mà quay một cái hoàn cảnh nghèo, không có người xem, không có ai xem hết, thì làm gì có khả năng mà tiếp xúc được với Mạnh Thường Quân. Quay những người khờ như thế này có nhiều người xem, rồi thậm chí như Mạnh Thường Quân cũng thích xem, thì cái xác suất cái video của mình, cái kênh của mình được tiếp cận với Mạnh Thường Quân cao hơn là quay những người bệnh mà không ai xem. Tuy nhiên là mình sẵn sàng quay những người già bệnh nếu như mà quý vị hỗ trợ. Còn cái quay những người khờ từ cũng nhờ hổm gầy quay gia đình sợp mà được một số Mạnh Thường Quân biết đến và đã có giúp được một số hoàn cảnh, và sắp tới đây thì có giúp được một số hoàn cảnh sửa nhà này kia các thứ đó. Thì đó một là một cái điều rất là vui mừng. Chứ thật sự tôi cũng không muốn không quay mấy người già, người khổ đâu. Tôi rất là muốn sẵn sàng đi quay nếu như có ai hỗ trợ làm liền. Hồi xưa không ai biết tôi hết, cái kênh tôi không có Mạnh Thường Quân ít xíu. Mạnh Thường Quân thậm chí đi làm nhiều khi cái tiền YouTube thiện tháng có 5-7 đô, mấy đô. Rồi cuối móc tiền túi ra cho người nghèo, hoặc là mua gạo. Nhớ, hoặc là mua quần áo. Đó. Thì móc tiền túi, mà tiền túi hỏi một tháng chứ mình làm không ra tiền, rồi mình cho hoài cái tiền đó mình cho. Lâu chẳng hạn tháng thì không thể nào chịu nổi. Rồi thậm chí sống vợ con mình nữa chứ. Thật sự là cái gia đình mình lấy gì ăn. Đó. Giờ quay gia đình sợp mà tới nay mới có được Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân biết đến. Đó là một điều rất là vui mừng. Giúp cho sợp và giúp cho những hoàn cảnh ngoài sợp nữa. Đó là một cái duyên từ sợp mà ra, ví dụ vậy mình cũng thông cảm cái điều đó. Nói trắng ra là bây giờ mong mọi người hiểu cho là anh em đây không có quyết định vấn đề phải cho ai, là do cái duyên của mỗi người thôi. Rồi tóm lại thì cũng đừng có phàn nàn vấn đề gia đình của sợp hay là phiền trách anh em YouTube thì cũng tội nghiệp. Không phải là nói để bào chữa cái vấn đề mình làm, nhưng mà thật ra nếu như mà quay gia đình sợp mà được tiếp cận với Mạnh Thường Quân và Mạnh Thường Quân vào kênh mình cùng đồng hành cùng mình đi giúp những hoàn cảnh nghèo khác, thì đó là một cái điều nó tốt đẹp. Từ cái vấn đề quay những cái chuyện, có những cuộc vui nói chuyện, nhiều khi quý vị đó có người thích người không, nhưng mà từ đó mới dẫn ra được là có điều kiện tiếp xúc Mạnh Quân. Mạnh Thường Quân thấy những hoàn cảnh nghèo trên kênh mới gửi mình làm, còn ngày xưa người ta đâu biết kênh mình đâu. Tại vì mình quay thật sự mà nói quay từ thiện không thì ít ai xem đó. Thì cơ hội tiếp cận Mạnh Thường Quân rất là thấp, bởi vậy cho nên cái gì cũng có cái duyên và cái giá. Thật sự gần đây tôi rất mừng là có được một số Mạnh Thường Quân gửi giúp cho người nghèo. Người nghèo, cái điều đó là cái điều tôi mong mỏi rất là lâu. Cũng nhờ quay tiếp cận với gia đình sạp mới có. Thì đó là một cái chuyện rất là nhiều. Nói bằng cách nào đó thì tất cả anh em ở đây cũng cảm ơn quý khán giả đã xem kênh anh em ủng hộ, hay là có comment phiền trách gì đó thì anh em cũng không có buồn, nhưng mà chỉ nói ra đây trải lòng cho mọi người hiểu, cho anh em cũng như gia đình sợ thôi, chứ còn thật sự không phải là bào chữa gì hết. Nói chung tôi luôn lắng nghe ý kiến của khán giả, mặc dù là bình luận tích cực tiêu cực tôi đều lắng nghe, và tôi sẵn sàng trò chuyện cùng các bạn nếu như các bạn đóng góp một cái vấn đề gì đó mà quý vị cảm thấy chúng tôi chưa tốt, tôi sẵn sàng nghe và sẵn sàng trò chuyện cùng quý vị. Nhưng mà cũng mong là có một số người nói chuyện thì cũng rất là khó nghe, cho nên là nếu các bạn muốn đóng góp anh em thì có thể dùng những cái câu từ dễ nghe hơn để chúng ta có thể mà nói với nhau, đối xử với nhau bằng cái tình người, để chúng ta có thể mà trao đổi với nhau được, để xây dựng lẫn nhau. Chứ còn mà vô mà cứ chửi bới những lời thô tục khó nghe thì nó thật sự nó cũng buồn. Tại vì nó trắng ra, dù như quý vị cũng không giúp được gì, mà không thích thì thôi, không sao cả. Nhưng mà cũng đừng nên những dùng con từ chữ mắng này nọ rồi nó, chứ anh em cũng buồn chứ. Có nhiều người chữ thẩm buồn thể chứ. Chữ thẩm thể lắm. Dù như bạn không thích, nhưng mà hàng trăm người khác thích.
chứ không phải ai cũng vậy, cho nên là mình không thích thì mình cứ cho qua, tua qua đừng xem, hoặc là xem cũng cảm ơn, chứ còn nói vô là cứ chữ đùng đùng tới như vậy thì nó chứ mình sống xã hội này thì phải thấu hiểu chút xíu, chứ đâu phải nói về cá nhân của mình làm theo ý mình sao được, mình không thích người khác hết. Thì ví dụ như một số người đó thì có thể thích cái chủ đề khác, mà những người thích xem sợ thì cũng không thích chủ đề kia. Vậy đó, biết làm sao cho vừa mọi người đây, nhưng mà tốt nhất là vậy, thích thì xem, không thích, không thích thì tua qua. Tua qua. Chứ chưởng mát làm gì cho nhau cũng mệt. Đúng không hay sợ? Đúng. Nãy giờ tụi anh nói vậy em có hiểu được phần nào không? Hiểu, hiểu. Nhưng sao nó nghe coi hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng sao? Giúp người nghèo. Có nghĩa là phải giúp người nghèo. Minh Sợp đặc biệt là có Mạnh Thường Quân gọi cho Minh Sợp nói chuyện có gì? Một số Mạnh Thường Quân thương Minh Sợp đó. Đó. Nói chuyện thì Mạnh Thường Quân muốn cho Minh Sợp tiền. Minh Sợp nói, thôi để tiền đó giúp cho người nghèo đi. Hồi nãy có gạt không? Chính ta đừng nghe luôn. Hồi nãy có gạt không Sợp? Đúng. Thôi đừng nói tên, đừng nói tên. Không nói tên. Nói chung là mình nói trắng là gia đình Sợp khờ, không có tham lam như khờ, người ta. Có khờ đó. Nhưng mà rất là chất phát. Không có tham lam hay là nói chuyện mé mó gì cả. Nghĩ sao nói vậy? Nói rất vậy là đơn giản. Xin sổ. Xin sổ gì bằng mình tàn mặn mình. Vì chính vì chỗ đó cho nên là mới thương đó. Được nhiều mà thường thương mà thương lâu dài nữa. Bằng tiền xài à? Bán lúa không gỡ cát nào thôi. Nói giờ hỏi vậy. Quý vị xem thì có những em khờ cũng có đó, nhưng mà nói chuyện không giống như gia đình Sợp. Nó thành ra là không chạm được vào trái tim của Mạnh Thường Quân nhiều. Nói chung là chính là chỗ đó. Cũng có một số vấn đề là cũng tâm sự với các bạn. Mạnh Thường Quân hoặc là một số mà khán giả chỉ xem kênh thôi, không phải là Mạnh Thường Quân, thì không phải là Mạnh Thường Quân mấy anh em mới quý, mà quý. Không quý khán giả, mọi người đều quý. Nhưng mà là nếu như mà Mạnh Thường Quân thường đi giúp những hoàn cảnh khác, hoặc là các bạn từng đi làm lụng lao động vất vả cả ngày mà thích xem gia đình Sợp, có những người vào bình luận nói luôn là tôi đi làm mệt về xem Sợp nói chuyện vui, tôi cảm thấy khỏe ngay. Rất là nhiều bình luận như vậy, các bạn có thể đọc, có thể nhìn thấy trên kênh. Mọi người cũng thấy điều đó. Thì đó là có phải là một cái lợi ích không? Một cái lợi ích đối với một những người thích, có không? Đối với những người quan tâm cái gia đình Sợp và xem gia đình Sợp cảm thấy vui. Thì họ cảm thấy vui và họ xem, họ nói là xem đang mệt, đang buồn, xem hết buồn. Thay cho một liều thuốc như vậy. Mình chỉ xem cái video mà thay cho một liều thuốc thì các bạn thấy vừa khỏi tốn tiền mà vừa khỏi ảnh hưởng sức khỏe. Chẳng hạn như bây giờ mệt mỏi rồi xem có nó vui, mình cười trong bụng mình thôi. Mình xem mình cười mình vậy chứ cũng xua tan mệt mỏi. Thậm chí rất là nhiều người nói trời ơi cười sặc cơm, từ té ghế, cười đủ thứ chuyện. Đó là người ta xem người ta vui thì cũng có cái lợi ích đối với người xem. Tuy nhiên thì những ai không thích thì nó không có lợi ích. Thì nếu không có lợi ích thì các bạn cũng có thể là không xem. Không xem. Thì không xem thì mình cũng dành cho nhau những cái đừng có dành cho nhau những cái tốt đẹp, đừng có mà nhục mạ lẫn nhau. Rồi chuyện cơm vậy đó, với anh bây giờ đói bụng nữa chưa? Ăn rất. Thôi chiều thịt heo còn lát anh em mình về nấu rồi cơm ăn tiếp. Chút xíu về nhà anh Tính là nấu cơm hai anh em ăn, thịt heo cũng còn. Rồi ngủ với anh Tính nha. Rồi ngủ là nhiều bữa hổm ngủ riêng hay là ngủ chung? Có tính ngủ chung với anh Tính đêm nay không? Không, ngủ ở đây không có đòi hỏi. Là... sao không được phải không? Ngủ sao cũng được, ngủ chung được mà riêng cũng được đúng không? Ngủ không đòi hỏi. Thôi để tối nay anh ngủ chung em nữa, thôi em nhiều khi lạ chỗ cái em không biết có sợ người kia được không? Không. Không sợ phải không? Không sợ. Em không biết cho anh Tính này căng lắm đó. Thôi nó bậy không Minh Tấn ơi. Anh nói mới nó căng nó bậy rồi. Nó nói gì đâu? Bí mật. Không ôm dữ lắm. Thôi ngủ. Em chịu nói không? Ngủ một mình tao ngủ mình nè. Không, anh không có ôm đâu, đừng sợ. Không có sợ. Không ôm đâu. Không có ôm đâu. Không có loạ đâu sợ. Không. Về đây uống hết chưa? Ủa còn mà. Uống đi. Uống đi. Uống chứ. Nãy giờ nó nói không luôn. Chung thì tại đây không gian yên tĩnh, người chịu hai anh em. Tại vì tôi mình ăn với anh Tính thì cũng hợp ý nhau không. Trong công việc cho nên trong là cùng chạy lòng với khán giả thôi. Khán giả nếu như mà anh em có nói cái gì đó mà cho mọi người buồn thì cũng không cảm được, tại vì mình chạy lòng nhau thôi. Chạy lòng. Chạy lòng cũng không phải là chê trách gì cái gì đâu, nhưng mà mình tâm sự nhau nghe cái gì tâm sự
có gì đó thì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Bỏ qua. Rồi thì bây giờ cái cuộc chầu cà phê đêm nay thì thật là ý nghĩa. Ý nghĩa. Ý nghĩa hay sao? Ý nghĩa. Ý nghĩa gì nói cho mọi người xem nghe. Cà phê cho nên lên lầu. Cà phê lên lầu. Cà phê lên lầu là ý nghĩa hả? Chứ lên từng lầu. Ba chứ không thấy cái ý nghĩa gì khác nãy giờ nói chứ hả? Không. Bởi vậy đó mới gọi là em. Nãy giờ mà anh nói vậy có gì đúng sai không? Không. Là không đúng cũng không sai luôn. Xe đạp chơi gì đó mà. Gì đi qua tới xe đạp nữa rồi. Xe đạp chạy gì đó mà giật bên đầu luôn mà. Mới là đây có 2 ngày mà nhớ chiếc xe đạp rồi hả? Xe đạp cũ bao không rồi. Rồi xe đạp để làm kỷ niệm không bán. Không bán hay nhiều cũng không bán phải không? Không bán. Rồi. Xe đạp cũ là của em hay lại cho. Mua hả? Mua lại mua cũ lại 200. Xe đạp là ta bán 200.000. Còn tháo bành thằng tháo thắng bành rồi. Nhưng mà mua mà còn để kỷ niệm á. Còn nếu như mạnh thường quân hay tặng là kỷ niệm còn giữ nữa. Giữ. Không bao giờ bán à? Trời gớt cái kèn đi. Gớt cái kèn hả? Ừ. Xe đạp gì có kèn. Xe đạp có kèn sao ta? Có kèn. Cái chuông phải không? Cái chuông với kèn gì em nghe phải không? Gớt cái chuông. Em mèo này nghe nó nghe cái gì? Gớt cái chuông. Ừ, cái đó là cái chuông ông ơi. Cái chuông. Xe đạp gắn kèn. Là bữa chắc đụng mũi chuối lọt xong nó gớt phải không? Gớt. Phải bữa đó không? Ừ, gớt đụng mũi chuối giỏi kìa. Ực. Giỏi kìa ực hả? Giỏi kìa tét ực hả? Bữa đó xỉn phải không? Không xe. Lâu dữ lắm rồi. Lâu gớt cái kèn. Gớt cái kèn, gớt cái chuông. Cái chuông. Xe đạp là có kèn không? Cái chuông. Uống phê đi. Rồi, thôi uống phê. Chào khán giả. Chúc khán giả sức khỏe gì đi. Chúc khán giả cái đi em. Chúc vào sức khỏe, phát lời, phát độc được rồi. Chứ được, phải chọn bộ mới được. Chúc cho chọn bộ câu văn của em mới được. 150 anh Phúc, vào sức khỏe, tiền ra như phung phí. Thôi, tiền ra như phung phí. Tiền vô. Tiền ra nước Việt Nam, thôi. Tiền vô làm sao, nó gạch lại coi. Tiền ra phung phí. Rồi tiền vô. Tiền vô như gì? Nước Việt Nam. Em nói lại chọn câu, tiền vô như nước Việt Nam coi. Tiền nước Việt Nam cũng thiếu. Thiếu lúc dư lúc thiếu vậy đó anh ơi. Lúc dư lúc thiếu à? Thiếu. Rồi uống hơi đi. Mình đang với cùng với anh Tính xin chúc cho tất cả quý mạnh thường quân cũng như là quý khán giả xem kênh của chúng ta đây với anh em. Anh em được kính chúc mọi người tập kiện sức khỏe luôn đặc biệt mới mát và bao giờ cũng giải sự bình an. Bình an. Xin chào mọi người. Chào. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã cùng xem kênh các anh em. Cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với anh em trong thời gian qua cũng như là thời gian hiện tại và sắp tới. Thì cũng rất là cảm ơn quý khán giả bỏ được cũng đã quý mến các anh em cũng xem kênh và ủng hộ tinh thần. Thật sự thì không phải là mạnh thường quân giúp mới là quý đâu. Thì đương nhiên là rất là quý rồi đó, nhưng mà quý khán giả cũng tính cũng rất là quý. Thì quý vị không giúp được khổ cho hoàn cảnh nghèo thì quý vị cho Tính một cái động lực để Tính tiếp tục trên con đường thiện nguyện. Thì nãy giờ câu chuyện cũng dài, như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe mấy anh em tâm sự. Thì kết thúc video xin chúc cho quý vị khán giả quý mình quân thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Video này xin được gặp lại đây, xin cảm ơn, chào tất cả mọi người. Bye bye Sập. Bye bye. Đúng rồi, đây phòng lạnh mà. Đi đường này. Xuống đi. Sập đi là còn than dữ lắm à. Đây phòng rất kìa.